Thưa quý vị, một sự việc có thể được coi là hy hữu vừa xảy ra tại huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Do mâu thuẫn trong hôn nhân nên hai vợ chồng ở huyện Nam Sách của tỉnh Hải Dương đã nộp đơn lên tòa xin ly hôn. Tuy nhiên, tòa xem hồ sơ và tuyên phạt anh này 3 năm tù. Cụ thể, theo nội dung bản án, vào cuối tháng 11 năm 2011, Nguyễn Duy Tưởng sinh năm 1991 và chị Nguyễn Thị Ngọc Hát sinh năm 1996 có quan hệ tình dục với nhau. Hậu quả khiến chị này có thai. Một tháng sau, hai người đã xin phép gia đình hai bên tổ chức đám cưới, nhưng do chị Hát chưa đủ tuổi nên không đăng ký kết hôn được. Ngày 9 tháng 8 năm 2012, chị Hát sinh con và khi đó mới có 16 tuổi 15 ngày. Hai năm sau, hai vợ chồng này đến Ủy ban nhân dân xã Phú Điền đăng ký kết hôn. Đến tháng 1 năm 2018, do mâu thuẫn, hai người đã đưa đơn ra tòa xin ly hôn. Tại phiên tòa ngày 14 tháng 4 vừa qua, anh tưởng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam vì phạm tội giao cấu với trẻ em.